Ngọc Thơ, Thời báo chấm đê, kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin VinFast sẽ bắt đầu xây dựng nhà máy ở Mỹ vào tuần tới Theo thông tin từ báo đất Việt ngày 19 tháng 7, VinFast cho biết hôm thứ Tư rằng họ sẽ bắt đầu xây dựng một nhà máy sản xuất xe điện trị giá 4 tỷ đô la ở Bắc Carolina vào tuần tới Theo đó, báo đất Việt dẫn lời trang tin Cars cho biết đây là một ước tiến lớn trong kế hoạch chinh phục thị trường Bắc Mỹ của VinFast. Hình ảnh báo Đất Việt đưa tin. Nhà sản xuất ô tô Việt Nam sẽ bắt đầu xây dựng nhà máy trị giá 4 tỷ đô la ở Bắc Carolina vào tuần tới với mục tiêu sản xuất ra những chiếc xe đầu tiên do Mỹ chế tạo vào năm 2025, muộn hơn một năm so với kế hoạch ban đầu của họ. Bà Lê Thị Thu Thủy, người đứng đầu VinFast Auto, cho Reuters biết khi bắt đầu hoạt động, nhà máy sẽ là nhà cung cấp xe điện chính của VinFast cho thị trường Bắc Mỹ. Giai đoạn đầu tiên của dự án bao gồm khoản đầu tư 2 tỷ đô la vào nhà máy để sản xuất ra khoảng 150.000 chiếc xe mỗi năm. Theo Reuters, VinFast là một trong những công ty khởi nghiệp EV đang cực lực để duy trì chỗ đứng với tư cách là công ty dẫn đầu thị trường Tesla và BID của Trung Quốc. VinFast đã được trao gói ưu đãi 1,2 tỷ đô la từ Bắc Carolina, cộng với sự hỗ trợ thêm từ các quan chức, hội đồng và thành phố gần địa điểm rộng 1.800 mẫu Anh tại Triangle Innovation Point ở hạt Chatham. Hiện tại, xe VinFast đang được sản xuất tại nhà máy của họ tại khu công nghiệp Đình Vũ, Hải Phòng ở miền Bắc Việt Nam, sau đó được vận chuyển bằng tàu biển đến Mỹ Việc có nhà máy ngay tại Mỹ sẽ giúp hãng xe Việt Nam này tăng thêm khả năng cạnh tranh trên thị trường Mỹ. Hãng VinFast cho biết họ đã nhận được các giấy phép cơ bản để bắt đầu xây dựng nhà máy giai đoạn 1 và họ dự kiến sẽ góp phần tạo ra hệ sinh thái chuỗi cung ứng sản xuất xanh cũng như thuê mướn hàng ngàn lao động tại chỗ. Số tiền mà VinFast đầu tư xây dựng nhà máy là 4 tỷ đô la Mỹ trong đó có khoản hỗ trợ tài chính và cơ sở hạ tầng trị giá 1,2 tỷ đô la mà họ nhận được từ chính quyền bang, hạt, thành phố và quỹ Golden Leaf. Giai đoạn 1 của dự án sẽ tập trung vào sản xuất xe điện và giai đoạn 2 của nhà máy sẽ tập trung vào sản xuất pin để tạo ra hệ sinh thái cho xe điện VinFast, Reuters cho biết. Trước đó, cũng theo Reuters, VinFast dự định đưa nhà máy ở Mỹ vào hoạt động từ năm 2024, nhưng với kế hoạch xây dựng bị trì hoãn thì phải đến năm 2025 cơ sở này mới đi vào hoạt động. Theo kế hoạch lẽ ra VinFast đã bắt đầu xây dựng nhà máy vào năm 2022, nhưng việc xin các giấy phép trong đó có giấy phép và đánh giá tác động môi trường đã khiến cho quá trình này bị trì hoãn. Hình ảnh xe VinFast Hồi tháng 5 năm nay, kế hoạch tấn công vào thị trường Mỹ của hãng xe hơi Việt Nam đã gặp trở ngại khi VinFast đã phải thu hồi toàn bộ số xe đã bán trong 999 chiếc VF8 đầu tiên mà họ đưa sang Mỹ, sau khi cục quản lý an toàn giao thông đường cao tốc quốc gia Hoa Kỳ đưa ra cảnh báo an toàn đối với lỗi phần mềm trên màn hình bảng điều khiển xe, khiến thông tin an toàn quan trọng không hiển thị và có thể làm tăng nguy cơ va chạm. VinFast đã từng nộp đơn xin chào bán công khai ban đầu của Hoa Kỳ với hy vọng gây quỹ cho nhà máy ở Bắc Carolina, nhưng vào tháng 5 đã thông báo rằng thay vào đó họ sẽ công khai thông qua việc sáp nhập với công ty mua lại có mục đích đặc biệt SBAC Blackbed Acquisition Co. Trang tin casque bình luận về hãng xe VinFast cho rằng Ngoài những con số đáng thất vọng về việc thay đổi giá cả một cách khó hiểu, triệu hồi xe và dồn dập tin xấu về việc sa thải lãnh đạo cấp cao cũng như việc mua chuột phóng viên lái thử xe của họ, VinFast còn phải chịu đựng sự chỉ trích dữ dội của những phóng viên mạng xe hơi, những người đã cho VF8 một cú đá thực sự, tuyên bố rằng VinFast không đáng mua và phí tiền. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ thời báo chấm d với bản tin VinFast sẽ bắt đầu xây dựng nhà máy ở Mỹ vào tuần tới. Chỉ có cải tổ chính trị toàn diện mới chấm dứt được tham nhũng. Ngày 18 tháng 7 trên kênh YouTube của mình, nhà hoạt động Nguyễn Anh Tuấn đã có một bài nói chuyện về vấn nạn tham nhũng ở Việt Nam. Nhà hoạt động cho rằng tình trạng tham nhũng ở Việt Nam đã có tính hệ thống, có nghĩa là gần như bất kỳ ai trong bộ máy chính quyền hiện tại cũng liên đới tới một hoặc nhiều hình thức tham nhũng khác nhau và nguyên nhân cốt lõi là tiền lương ở khu vực công ở việt nam cực kỳ thấp hình ảnh bài nói chuyện trên kênh youtube của nhà hoạt động nguyễn anh tuấn theo nhà hoạt động rõ ràng là với tiền lương hiện tại thì cán bộ công chức không thể sống được bằng đồng lương của họ để có thể sống sung túc đầy đủ ở việt nam thì họ phải tìm cách kiếm chác màu mè, kiếm chác bổng lộc từ các vị trí công tác của họ, từ địa vị của họ. Nhà hoạt động phân tích, cán bộ công chức cảm thấy được biện minh về mặt đạo đức bởi vì họ nghĩ rằng mức lương họ được hưởng đã là một sự bất công rồi. Họ kiếm chác chẳng qua chỉ để tái lập lại tình trạng cân bằng vốn có nên có và vì vậy, họ không có chút xíu nào ấy nấy lương tâm và vì vậy nó giải thích được tình trạng tràn lan và mang tính chất hệ thống tham nhũng trong bộ máy công quyền của việt nam vẫn theo nhà hoạt động điều này dẫn tới một câu hỏi tiếp theo là vì sao nhà nước lại không trả lương tương xứng cho cán bộ công chức câu trả lời ngắn gọn đó là nhà nước không đủ tiền nhưng vì sao lại không đủ tiền bởi vì bộ máy hiện tại quá to quá công kênh có quá nhiều người đang hưởng lương ngân sách nhà nước Việc nhà nước cần một bộ máy to lớn công kềnh như vậy liên quan tới tính chính danh của họ. Chính quyền hiện tại không được bầu lên như một cách dân chủ từ những lá phiếu dân chủ của người dân. Vì vậy, họ phải tìm kiếm tính chính danh thông qua một mạng lưới bảo trợ và ủng hộ từ những người hưởng lương từ ngân sách nhà nước. Đảng Cộng sản Việt Nam hiện có hơn 5 triệu đảng viên và đa phần là cán bộ công chức hoặc nhận lương từ ngân sách nhà nước gia đình của họ có những người liên đới tới hưởng phần từ lương bổng của họ thì rõ ràng đảng có một mạng lưới ủng hộ có thể lên tới 20 triệu người, tức là vào khoảng 20% dân số. Hình ảnh một biếm họa về tình trạng lương không đủ sống ở Việt Nam. Nhưng ngân sách nhà nước không đủ để trả cho cán bộ công chức đủ sống, vì vậy họ mắt nhắm mắt mở để cán bộ công chức có thể lợi dụng cái vị trí quyền lực của mình để kiểm chát, để bù lại cho phần thiếu hụt từ đồng lương chết đói của nhà nước nhà hoạt động tiếp tục phân tích ở chỗ này chính quyền lại rơi vào một tình trạng tiến thoái lưỡng nan đó là tiền mà cán bộ công chức kiếm chác phải đến từ người dân và doanh nghiệp từ đó người dân mất lòng tin vào đảng và chính điều này đã dẫn tới công cuộc đốt lò nhằm khôi phục lại lòng tin đối với đảng tuy nhiên công cuộc đốt lò lại phá vỡ sự đồng thuận trước đó trong hệ thống tạm gọi là đồng thuận Ba Đình. Về việc để mặt cho cán bộ công chức có thể tự kiếm chát từ người dân và doanh nghiệp. Khi đó cán bộ công chức cảm thấy rằng người ta đã bị phản bội bởi những người đốt lò, bởi những người cấp trên của họ. Bởi cấp trên cũng kiếm chát thì làm gì có sự chính đáng về đạo đức để đốt lò, để trừng phạt những cán bộ cấp thấp hơn. Từ đó gây ra một sự phản ứng rất lớn trong hệ thống chính quyền hiện nay mà biểu hiện là hiện tượng lãng công hành chính, cán bộ không chịu làm gì, không dám ký, không dám quyết gì hết. Đây là sự bất tuân hành chính, một phản ứng từ chính trong nội bộ, những cán bộ công chức, người ta cảm thấy bị phản bội. Nhà hoạt động khẳng định, chừng nào mà chính quyền vẫn duy trì cách xây dựng và củng cố tính chính danh dựa vào sự phân phát bổng lọc như thế này, thì gần như không thể chống tham nhũng được ở việt nam giải pháp duy nhất mà nhà hoạt động đề xuất đó là cải tổ chính trị toàn diện giải pháp này không gây hại cho ai mà lại được một điều rất lớn đó là mỗi người cán bộ công chức đều giữ được phẩm giá của mình không chỉ chống lại vấn nạn tham nhũng đang hoành hành mà còn giữ cho xã hội theo những hướng tốt đẹp bởi vì theo nhà hoạt động chỉ khi mà phẩm giá của con người được những gì xã hội mới có thể hướng tới những điều tốt đẹp. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ Thời báo.d với bản tin chỉ có cải tổ chính trị toàn diện mới chấm dứt được tham nhũng. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết cũng như bấm nút đăng ký kênh YouTube và Facebook của Thời báo.d để được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Ngọc Thơ Thời báo.d